Hello em. Quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay live stream Phan tình nguyện cho hai con hàng 70. Hello mọi người. Giờ mình đi chuẩn bị ít để đi spam. Cái nào nhỉ? Có cái này cái điện chín. Để xem luôn comment của em. Chào anh em nha. Chào TikTok TV nha. Đợi một chút nhé. Mình chuẩn bị một chút. Nick đặt trong tôi anh xem vào pha thôi. Ba người đang xem rồi. Anh em xem link các kiểu để cho anh em xem cái. No, mình không tương tác với kênh cũng ít quá. Thay đổi chủ đề khác. Được sao?
Như ấy đi, anh em vào đông được phải thôi. Kệ đi. Anh em vào đi. Rồi mẹ hóng phăng ạ. 2 nít 4 lần 400 triệu yên. Rồi xong anh em cho. Vâng, 11 tỷ 9 nghìn nghìn phát. Còn ai không? Mình sẽ lên group rồi cho anh xem. Vẫn chỉ có một người đang xem. Cây mình ít tương tác lắm. Thôi pha. Chuyển từ thạch sang chó la mày thì mày cứ cả kia đi xem tí bố mày pha rồi mà xem còn lợn. Chia sẻ cho anh em vào xem nhiều nhiều một chút đi anh em ơi. Có 4 người xem này. Hơi buồn. Để cho mình có động lực để vang lên tinh thần chín nào. Đặc biệt tôi sẽ pha 2 lít, mỗi lít 200 triệu. Đỏ thì sẽ lên, còn đen thì chịu thôi. Vang cái chính xác cái nó phải nó phê hơn thì mày chia sẻ cho anh em trên group đi, gọi trên nhóm nhóm chat ấy vào. Chủ nam, chủ đàn, chủ phi. Toàn chủ cho bà 6. Ai kêu xin nhớ chuyển sơ cấp. Xin nam đoàn ấy nó nhiều lắm. Và fan gà nó lại chỉ vào mặt tao à. Chứ bọn tao có chỉ mày đâu.
Thì mày ai thì mày biết tao tao phát hiện sao ừ. Ra chủ yếu chắn gió đâu cái quay lại mày. Nghỉ nghỉ một chút gần Tết rồi là đang dịch bệnh thế này. Thôi giờ là sao ấy, sao trường nào rồi? Hàng đi. Tôi pha nước sướng. Nam mẹ xe đi. Bốn người xem. Tôi trong phòng nhẹ mạnh luôn. Phần đồ nhớ thắp hương các cụ trước nhà. Mẹ yên tâm đi. Tao mẹ nó là các cụ cũng đổ hết rồi. Mỗi lần phang đen thì các cụ nói chung các cụ không thiêng thôi. Đây, ai cho bé tiền à? Cho bé mẹ xem cho to to lên. Cho ta nghe vào to rõ. Tinh là 8. Bắt đầu. Ôi, toàn rồi. Chỉ được em ạ. Giờ mình phát kiểu này, nhấp 5 phát 1. Rồi, 5 phát. Cho to tác game lên à. Cho tác game lên. Ừ, đại phát lốt chỗ này, ta cho to, à, ta cho to lên. Ui dồi ôi, hai hit điện điện 8 nhá. Ui dồi ôi, các cụ đâu rồi. Các cụ độ rồi. Các cụ yeah. Các cụ độ rồi, các địa chín luôn này. Địa chín hạng cái à? Ok. Ok lên 9. Chào. Phát 9 này. Ngày xưa pha mẹ phun tiên 9 và Sasuke mẹ cũng gọi là kỷ niệm đó em ạ. Phun phát đầu toàn này. Phun 70 đầu tiên. Của tất cả server do mình gây dựng lên ấy. À, giờ chỉ là dĩ vãng thôi. Mình đã cứ ngồi ngâm thôi, Phan đã bình tĩnh, không vội vàng. Nào, phát thứ hai, phát thứ hai thì rồi. Còn 21, 21. Được 2 hit. Cái chuyện chín tuyệt vời đấy. Mình sợ anh dây đen thì nó lên được. Phát thứ ba đây. Phát thứ ba. Thôi đổi được từ trường em ạ. Đủ khu đủ khu. Ôi
Vào nó đây cho tao, tao đây cao thủ đéo đâu mà leo. Đợi đã, uống cái đánh cái cao thủ á, tao leo cho. Thì thế mà. Ôi, ở ba cho đỡ đen. Ở ba cho đỡ đen. To lên cho anh em dễ nhìn nhá. À, vào bản gốc à? Thích thì vào bản gốc cũng được. Vào bản... Đây là bản gốc ơi, to chưa? Anh em mình có check pass nha. Anh em mình có check pass nha. Mình làm mày có nick. Mình sợ bị tách lắm ấy. Được tầm 10 mấy hit nữa thôi. Mình không quen gì cái bản gốc của cận tay. Và đợi ký nha. Và lít những người giao dịch cả. Ác của mình nha anh em. Ác mày nó cả, ác bố mày đấy. Súc vật ạ. Bỏ nhiều bố bỏ rồi mà ta chơi đâu thi thoảng thì có cái găng của Ngô Vinh pha tiện chính khoai bãi cái này Vinh pha tao không pha tao không biết trước tao pha gần trăm hit đéo lên thì còn mẹ không biết cái này phải lên được không. Jinitsu mèo vòng xoay có cái katsu ấy đây còn 100.000 này cho vào đây nhớ cho đánh phát giờ ta nghỉ rồi ta có bán su đâu mà có su chơi tết đám cưới mãi bà ta chơi thôi ta chơi lại vào buôn. Vã thử xem ăn không tí tí nó vã phát thì không nhưng con xe phải sáu rất ít á không mấy trăm nghìn Tết đéo có x3 đâu, thế mọi người bảo vậy. Ừ, không có thì thôi. Có mà có thì nạp vài triệu nào buôn thôi, không có thì không có gì đi. Mặt thì ngon nạp vào buôn bán được ừ không biết bài chẳng là muốn nạp đâu x2 x3 nạp thì tốn chứ chứ nói chung là nạp vào chắc chắn x3 là lãi rồi không lỗi được. Quan trọng là mình có tiền nạp vào hay không, anh em có tiền nó bỏ vốn vào nạp cũng ngon. Nếu mà nạp để săn sói ấy, thì đừng có nạp cho 16 cho 16 thì còn dư
hồ sơ nhiều xóa xe lắm, đừng có làm sao xóa xe thì năm năm vừa rồi tết vừa rồi vẫn còn dư nhiều xóa lắm. Tao làm phan đồ chứ không buôn à? Mày làm phải phan đồ thì cũng được, nạp mấy nick pk gì thì mẹ nạp mẹ mấy cái nick media phan mẹ vũ kỳ sáu cũ đi tí yên mẹ vứt nước thở rồi. Bay cho thằng nào mẹ bà đè mà rồi thức vật bảo nào bố cần bố mình vợ thì cụ và yêu vay 3 triệu à, 3 triệu ngon còn 3 triệu trong khẩu bán vợ ngồi gần mấy em tầm 9 giờ tôi phang 2 lít đến tầm 9 giờ 10 giờ thịt mẹ mày ăn nhiều bót thì ăn cụ cả đi 3 mét kèm cả bót đấy ngon cả cái con bót kèm bót bao nhiêu 45 à 45 hay 55 hay 65 45 được 2 bó luôn thì cơm mẹ nói chung là 2 bó đấy ăn trước ta ăn thì sẽ nói chung là thịt hê xui nói chung là thịt 1 tuần chắc là 1 cái cũng 10 thôi thịt mà hồi muốn ăn lâu thịt mẹ mà dây đen rồi. Ta nghĩ là đéo lên được cái vị trí nó cua toàn rồi đi ra mẹ xưa phát tiền chín thì mẹ mình phát đỏ vãi cứt phát ra sân kê đỏ vãi cả cứt này mấy món tôi mua 2 hít sợ thật cứ 100 triệu yên mà một đêm một món mẹ rồi lên đi xe áo đi cờ mẹ ôi ơi mong đến tiêm chín lên đi để có thể lên một tạp tái vương vũ khí bán thì ế đéo thì cho mẹ tầm 2 triệu xu một cái thì mấy đúng không toàn lắm 6% có ế xu thì 6% hơi thấp tầm 5 mét rồi thì cho mẹ tầm được các chủ gia xin hỏi chuyển sơ cấp vậy ạ hỏi la mê thì mẹ nó nhiều lắm em ạ suy cho nó bán cái sổ cái đi mẹ chưa bố bán 1.8 triệu này thì cứ cũ
Tức là lên 50 xu đi. Ai mấy một cái. Ai một cái thấy ổn rồi. Chắc lâu lâu vào game ta đéo tham giả. Vũ khí cộng 10 là hot đấy cơ à? Tiếp tiếp rồi, các độ 5 hit nữa. Tôi pha cố 5 hit để nó lên ngoài. Tuyện 8 hay hit tiện 9. Tôi cho nó bắn thử thức cấp gì mà nào vậy. Anh hình như anh cũng có mà anh. Anh vứt ở nick giáo nào ấy. Hồi xưa kèn hãi anh mở nhiều lắm mà anh vứt đâu anh đâu nhớ thôi. Anh còn một đống thịt bẹ hóa chuyển sơ cấp với túi bản cấp 3 với gì nhỉ? Mấy cái bảo hiểm sơ nhiều lắm. Đó cái anh vứt đầu. Mình cứ cài đợi nó ịp mẹ nó 1.000 dương động mở ối xin nó ấy, nhiều lắm. Mẹ đi hang mẹ vứt rương ấy mà mở cụ. Thế đủ 20k/17. Giờ hợp với mấy chó mua em MB 5x7 người ta mua. Người ta cũng là của người ta biết cần MB 5x7 ở đây thôi MB. Đã là bán MA rồi, tôi bán cho nó 10k lo động à. 10k rồi cái mở dấu rồi mới xong. Cái miệng đống đá. Ui, một pha vũ khí, pha vũ khí 16 phê lắm ấy. Thằng lồn thì cụ cho bố mày phá tỷ yên đi rồi bán. Thằng lồn, xúc vật. Tí lên ta mẹ mấy tiếng mới xong. Úp phun nó đã 10 pha về. Ừ có 5 người đang xem. Sao kia 6 là nào ấy. Sau xong rồi đi chơi đi quân thì không mẹ. Tụi mình là giáo viên dự trí em ạ. Vậy rồi. Còn một nick nơi ạ. Nick tầm 200 triệu. Thằng ô lên. Lên rồi. Phải lồn. Lên rồi. Ui thì phải tính sơ phải lần chung hit. Ai lồn thì cơ mẹ. Ngon ai lồn thì cơ mẹ. Hình như là hit ấy. Ừ chung hit. Cảm thấy. Thế thôi. Đi mẹ với tay bố mày. Bố mày phang tư ơi hên ngày xưa phang. Tưởng nhớ lên cũng ai nói lên thật. Nên cho em nó chuyển sơ cấp. Anh không nhớ nick em ạ. Cơ mà anh nhớ đấy. Anh cho em rồi. Ôi còn 46 triệu nên phan nốt luôn kìa. Còn cái gì rồi nhỉ.
phát cái gì nhỉ? Phong bùa đi nhỉ? Phong bùa chín cụ. Tôi to chín chưa? Nhẫn, phải phát nhẫn nhỉ? Thì mẹ quần năm này. Nhẫn quần. Ủa, hai món chính xác với nhà chín rồi. Một món này, hai món này, ba món này, bốn món này. Bốn với sáu món, rồi sáu món được chín. Vũ khí à? Ok. Nhẫn à? Nam là nhẫn. Vinh bảo... Minh, Vinh bảo vũ khí nhá. Vinh bảo vũ khí. Vũ khí 16. Phê vãi rồi. Thật kêu Dương bán rồi. Giờ thằng nào cầm em không biết. Thế như thằng... Thế như mắt đêm cầm thì phải. Bảy cái tăng ấy thôi. Khi em Vinh làm lờ thì mẹ em Vinh bảo gì tăng đấy rồi chứ tao. Cái gì ấy này bảy này. Ai biết đâu on hit 89 thì vãi lồn. Tám luôn này, tám luôn. Chỉ thôi. Chắc không đi đâu. Follow, follow lên đi để nghỉ thôi thì cho mẹ. Lên qua 17, 16 xịt. Link nào vậy? Qua link nào đấy? Ui, khỏe phết. Có phải nạp to thế. Ở Vinh nói chung là đập nội dung cũng đỏ mà mẹ tùy đến nốt thôi. Thằng còn 16 mét. À, con này đi quân tốt địa bảng phát nhỉ, sẽ thành hết mấy con trùng đang dừng tôi đang phát. Phần của Vinh tóm lại là gà. Mẹ nói chung là đen thôi. Trước tao chỉ 100 hit chưa ra tiền 90 đây. Bật. Thời đấy thì nó lên con mẹ đen thì chịu. Ai nói. Mười từ năm tấn mười cũng lên mẹ ơi mày phá của tao gái à tôi một xe bờ mày có bài luôn đi coi ai ui nó trâu phết anh em ạ ui trâu phết. Châu nữ lập chết rồi. Hồi nãy mấy con trùng trùng mà con này kích phải lồn ra. Ủa nhà 2k5 thì được lồn. Con này phải hàng. Ủa đi mẹ mẫu 5k2 đập phát chết bà. Địt mẹ Opa 17 lít. Nên thì địt mẹ
bán đi kia phạt thôi. Chia tài khoản nha. Lộn mày. Đợi bốn người xem các bạn, mấy anh em ở đây xem hết. Ở đây luôn. Thì ba tháng anh không biết đâu nhá, thì ba tháng thì đã đi học online mệt quá rồi đấy. Nhảy ra bây giờ ít nhã đâu cũng chơi. Bố mày tự chạy về. Nó địt còn này đây. Mẹ mày nghỉ 3 tháng mẹ anh kéo kinh tế toang em ạ. Đấy thì chờ kinh tế vui. Được rồi là anh bị mà qua cái này. Anh bị mà qua tôi coi. Qua tôi coi ơi. Ngày xưa mình pha rơi 9 và sau tôi kê 1 hit lên mình cầm mẹ. Vũ khí 16-1. Vũ khí 16-1 hit. Rồi 1 hit lên được 9 mà. $300k là nó 4. Cái gì? 354 em hơn mà em có thể 500 đi ăn. Nếu mà 54 anh thì đéo có đáng đâu, em chỉ làm được tiền thôi. Nếu mà thuê PM anh nhá. Và 500k thì anh mình nhận cho. Anh thì nào anh chỉ vứt đấy treo đấu thời gian làm tay nhanh hơn anh mai phải mẹ trả thêm anh làm tay nhé. Chứ thuê auto anh chỉ lấy 500k thôi, còn làm tay lấy hơn. Rồi tết à, con tuần lộc đi chạy chống đồ sát
22 tháng 3 thì được là 3 tháng nữa. Mắc 10 thì mẹ bán nhà đi, tao nhận nhá. Tao làm đi nhà đủ nghìn điểm cho mày luôn. Tập mơ à không, đâu anh, ừ, tiếp theo. Em chơi cho 4 chủ thương bán gần 300 cao su một cái chỉ định thành. Ừ, định thương thì cũng là của người tiện giá nào của người ta đây, anh không biết giờ được. Người ta bán, người ta úp một mình mỗi mã là cổ, tất cả mã là cổ thì người ta bán thế nào người ta bán thôi, chứ chứ xem là sáu nhiều người úp thì người ta cạnh tranh nhau, người ta chuyển đến thành giờ vẫn còn rẻ lắm. Trong 16 hình như phải giờ đến 100.000 viên. Trước anh nhớ anh đặt anh chuẩn bị bỏ khoảng anh có 50.000 ý. Các mẹ sợ ấy rồi. Địt đã. Mới hồn 40k một viên. Chị ơi, địt cơ. Sao lại PK âm sao mà xấu khổ quá. Giờ nghĩ anh thấy có bản PK âm tại map mà. Mẹ sao mà xấu lại mượt nữa thì chơi phê vậy còn gì. Nói chung là chơi game mẹ chỉ có thích mượt thôi chứ nát kéo chân mấy có chịu lắm. Mẹ thằng nào có hàng nào tinh luyện đưa lên tao fan cho nào. Mẹ có áp vào ngon cắm lên tao fan tinh luyện nào. Phan nó sướng tay, mẹ nâu em chơi Phan phê lắm. Thôi tao gõ đi, mẹ ăn thử cái cao chắc độ đi mẹ rẻ bèo mới. Trăm nghìn bộ ác không? Có 65 có cái sách có công mà tao biết 100k bạc rẻ vãi lồn thì công này. Kéo lên là chất lượng 1440 à 1060 à. Được rồi. 69 à? 169 triệu cho kéo lên được. Nên được 78 cùng một. Tất cả đồ ném phút điện 9 là rồi 4k. À ừ, em ơi, nếu mà đồ chuẩn đồ ném phút điện 9 ấy thì nếu mà xe nếu mà ở tầm 3k8. Nếu mà không ngọc. Không ngọc 3k8. Nếu mà có xe né, nếu mà có xe trong thú cơ né thì nên được 3k8, không thì sẽ được 3k6. Nếu mà tầm 9x, đồ full tiêu 9x thì né sẽ lên được 4k đấy. Bác tư cả sói. Bác tư cả sói, đấy là đeo cả nhân thuật sắp tập các kiểu rồi. Nhân thuật sắp tập các kiểu full đi tiệm, full đi rồi mời. Nên là tầm 38 cả né. Nếu mà thấp thì 3k5.
34, 35 gì đấy. Nhưng mà cao thì 38. Đấy, tao nói full item mà. Tao nói full item mà, không full item nó gì. Full item thì trừ 500 điểm đi, nó cho tao đi. Roi hơi quay rồi. Đéo lên rồi. Chắc Nick kia hút hết đỏ của con này rồi. Mới mất dậy. Thôi thì phải được khui. Được điểm sang này. Chắc gì, nếu tôi tiếp tục 300.000 cái, chắc kéo thì 300.000 xu. Chắc cái đề sớm trùng dũng phăng rồi tôi lên. Thì có lượng đéo đâu, 4 lượng, chắc đéo thì. Mày vào chắc lộ ra cái, thì mẹ lên kênh Dũng Mobile mình này, cụ cùng cho anh em vào xem. Thì đéo lên thì lên được 7 là căng. Đéo lên được 7. Này giống có xóa hết chữ của mày mà mình còn căng. Thì mẹ pha cả lick đéo lên được 7. Nhận con Nico em phát đỏ thì con này đen mẹ rồi. Nói chung là một nick đen chơi chiến là ổn rồi, nên cái không nên thì nên thì cái tốt không nên thì thôi thôi. Trùng dũng phong thờ của tôi lên sàn mẹ sàn bát cứt hết mẹ tính thạch rồi à con nhiều chắc chỉ đủ pha rồi không hết thôi không hết được hai nít đâu. Vì gửi 2 nick cao mà tổng 120 viên. Ờ, thừa từ cái thạch mà mẹ thừa có 100 triệu này. Thiếu yên rồi. Nên lên được cái chính xác địa chính con Nico rồi. Con địa 8 12 hit, địa chính thì tốc độ tầm chục phát là lên. Đó là lên được. Nên là cái vũ khí địa 7 nữa thì không ăn đi cái nó đỏ thì. Rồi hương địch mẹ giờ mới mò vào đây à. Địch mẹ cho tương tác lên đấy.
Tôi đi pha tiếp thì nick này pha chơi ơi, mẹ ai cần đi kiểu nói không nên là một nick này rồi. Đi thật lồn hơn đó, úp mẹ mát cho 6 rồi, đi cho mẹ. Úp vật đi mẹ ai có nghỉ vô, đi cho mẹ này. Bỏ giận bố mà đi ăn à, mẹ giờ dịch cái này đi đồ được. Xúc vật đi cho mẹ. Ta gửi cho bạn giao dịch đồ. Đi mẹ. Đập gần hết cụ Uyên rồi giao dịch đồ cái đồn gì. Thôi, tao cần kéo rồi. Tao chậm rãi được. Nào tao không nai, không nai cho anh em xem thì thì còn tao có mà. Mà tao chưa lười. Nào cần thì tao bảo mày. Ê thôi được sai, ơ đi cả mẹ à được không à. Thì mẹ trước mày gửi bố mày lên lồn đi. Điện mẹ từ cái do này đéo lên rồi. Ám mẹ rồi. Mày có lượng mặt chắc trên giới ra phát điện của mày. Điện mẹ đen quá. Mà từ tôi điện mẹ. Nãy tao phan tuyện bảy cũng kiểu này mà lên luôn. Rồi đó phan từ cho mày xem đó. Thích ngâm thì cho mày ngâm luôn. Đấy trước trước ngày xưa tao đọc kiểu này này mẹ. Ta nhấp 5 phát mẹ tôi bắt đầu ta ghét vào tôi ngâm một lúc tôi đập dễ dễ lắm tự nhiên phích cái này nó cũng phan đen nó đủ hero ib thì chưa dương vẫn cầm đấy còn đào cái phết khu điện bảy mấy món nhịp chín. Mẹ pha từ lên pha nhanh thì cũng gọi là đỏ đen thì mẹ hay chui luôn cái địch cụ lên thì nó lên rồi thì mẹ pha 50 triệu đéo lên được 7 quá là lùn. Thì mẹ pha này thì tôi đổi mạng đổi khu tiếp nhé. Nhấp nhanh thì anh ra tôi bị tay án y tẹo mà gồm đi xúc phật thì có mẹ vô văn hóa này ta đeo vào đã. Mẹ hai thằng lùn có lượng và chắc là ra lại mẹ cho anh em mà xem Hương ơi mẹ xong tao đi xong vào làm trận lên quân nhỉ cho mẹ à, mà tao đi mẹ này đánh thua nhiều quá toàn là mấy thằng súc vật thôi chứ mẹ đéo đánh được. Pha sau mẹ rồi chắc tập thì 100 triệu yên này. Tao thua 5 game rồi. Đi cơ mẹ. Tí nữa chơi đào sau rồi thì đào đủ bố mày rồi. Chờ em thấy chơi thì mẹ đéo mời. Bố mời thì đéo vào.
Ở đây rồi. Đây đi mọi người. Tôi đi can nick gì à? Con xóa hết của Nam trước tôi phang đi. Trước tôi phang của Nam thì đã lên tuyệt 7 phát rồi, quan hit 89 luôn. Vãi lùi thật. Tôi quên mình mới sợ rồi. Thì kéo ra hai con gà, tí nữa kéo hai con gà. Ơ đi mẹ vào gánh đi cho mẹ. Gánh thì tốt. Không đây đừng để tao gánh thì mẹ ngại. Thì cũng rồi. Trăm triệu yên nữa các đội chụp hit lên 8 nữa 9 không thì nó thôi 94 triệu yên xong nên là 8 rồi nhá, còn cái này 1,5 triệu này. Thì cả mai phải về quê thôi em, vỡ mồm. Không nhớ được bài nữa thì có mẹ ăn Tết trên đây luôn. Mày về quê chưa Hưng? Nhà nó yêu mình về. Nào tao cài cái màn hình kiểu live stream chỉ có màn hình game ấy, thì hôm nay mải từ live stream quá. Với lại tao người live stream người đọc comment mà đọc bình luận. Hưng rồi thì có mẹ chắc cu nó biến mẹ ra ngoài rồi. Nam đang chuẩn bị ăn bót chưa nhỉ? Thì cái mẹ tí vào thì cái nhỏ Nam. Ra PK cái, có ra PK mà nó đang gì? Có ông là PK ra chơi tí thì không năm nay thì nghỉ mẹ nghỉ lâu tới rồi thấy trường tao có thông báo được mẹ học online rồi. À,
xong thì phải chụp hết cho điện 8 nữa. Đây mẹ ăn 10 viên, 11 viên. Ngứa tay mẹ đi. Mẹ đang xem anh em mày thoát hết rồi. Anh em mày thoát hết rồi. Có 3 người. Nên là táo rồi. Nói chung là thì thời đến cả cái kỳ đâu nhau. Nghe thì chịu thôi. Bảy triệu tư một phát, còn đủ chục phát đấy thôi. Dễ toán lắm. Ôi, đến 8 rồi. Ít mẹ ấy vào kia 9 ra đến. Ô, em ơi. Tao đang phát đỏ này, mẹ mày thời đến cả không khí đôi này. Mới hết lên 90. Mẹ nó 5 hit thôi, nó lên 9 đâu. 5 hit 9 này. Tao nghĩ là đáng lên 9 đâu, thì còn có 5 hit. 60 triệu. 12 triệu bao nhiêu một hit nhỉ? 12 triệu, 12 triệu 200 mà đéo đủ được 5 hit thôi. Nếu mà pha xa su thì đủ rồi thôi. Ta pha đúng 5 hit thôi. Không nên trôi. Nào, pha 9. Pha 7 đi ăn như chó, pha 8 thì 2-3 hit lên. Con 9 tôi nghĩ là đéo lên đâu, nó 5 phát mà. Đéo như sang thu kê đâu này, thì cả 4 phát lên chuyện 9 này. Sasuke hiển thị hiển link này. Sasuke nhập vào NOBTV này. Sasuke nhập vào NOBTV hôm nay thì 5 hit. Kỷ niệm ngày xưa hồ về này. Kỷ niệm ngày xưa hồ về này. 1, 2, 3. Ôi xì rồi. Có 1 hit rồi. Có lắm. Thì mẹ thằng hồ biết được có xét thông tin.
đi nữa không? Mình bố đi nữa rồi. Tao đi mẹ đập 5 hit đấy, tao phải gom mẹ lâu lâu tí. Chín điện chín thì mẹ nếu mà lên thì số mình đỏ. Còn cả 9 đã địch vẹn rồi, 8 giờ 43. Mày chuẩn bị bot mấy phút là xong mấy. Tao ăn bot, từng ăn bot thì tao biết. Có 4 hit tao tăng độ mấy phút là xong rồi. Ôi địch vẹn một nhanh quá. Thì thôi, có đâu đi cuối tao phải. Có 3 hit rồi. Tao nghĩ không lên đâu. Lên 8 rồi rồi. Lên 9 khó lắm. 1 2 3 không lên. 2 hit nữa. 8 là ngon rồi. Chiến thì mẹ tích tầm 200 triệu là lên thôi. Ngày xưa tao cũng được 100 triệu một lượt, mẹ từ 6 đến 9 mà. Kỷ niệm nhất là cái lần fan 435 triệu yên lên được 6 món. Tao sẽ đi mẹ mày vào fan. Đúng không ta? Gà nó cạn. Bố mày pha lên thì mẹ chính xác 9 cái kia thì mẹ này thì rồi 6 đến 8 rồi. Đúng 2 hit nữa nghỉ nhá. Con mẹ. Thôi đi. Thấy 6 ạ. Thấy cái giới chơi biết ngay trái x2 chuẩn nào ấy. Ngày xưa thì có người ta hơi cô ta ra phang đấy. Hiệu đem Messi. Ây dù. Pha Messi. Mắc 4 đấy. Hay để pha. Hay tại pha mình chậm rãi. Chín giờ đi cướp body anh. Cướp bot A là cướp, cướp xong nó không nghỉ. Không nghỉ úp bằng cổ đấy. Nó cho nghỉ ăn bot đấy thì. Ôi ơi, hay ít, nó mạnh quá. Hay ít. 1 2 3 đây thôi, ít cuối thì phải pha luôn nhá. Ủa
phát luôn đây. 1, 2, 3, phát này. Chút xin rồi. Ôi, chốt là nên được cái bộ điều khiển nick kia đi. Từ 6 đến, từ 7 đến 9 này. Cái vũ khí này từ 6 đến 7 này. Nick này nên được bộ Zoroi 6 đến 8. Nick kia là 200 triệu, nick này 169 triệu. Cũng được, ok. Nói chung là ổn, nói chung là nick. Thôi, bye bye em nhá. Làm em bó đi nhá. Nó còn cặp, bye á. Tao phải nghe sự tin với em tiếp. Bye.